Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ làm món giò heo hầm đu đủ cho các bạn cùng thưởng thức nha. Mình nghe nói món này ăn lợi sữa lắm. Giờ mình sẽ chặt cái giò heo ra trước. Giờ mình sẽ cho nước mắm vừa, đường, bột ngọt. Thank you.
mời các bạn cùng dùng chung với mình nha. Hôm nay mình giảm cân cho nên mình sẽ ăn món này trừ cơm.